kg dành cho nam giữa hai võ sĩ cùng tên Thanh Tùng, Phan Thanh Tùng, góc đài đỏ, võ sĩ đến từ Việt Nam Top Team và Võ Thanh Tùng, đại diện của Thanh Club. Võ sĩ đang có mặt tại góc đài xanh. Trận đấu có thể sẽ làm rất khó khăn với bình luận viên chúng tôi, nhưng đây sẽ là một trận đấu rất thú vị. Võ Thanh Tùng được biết đến với võ sĩ có khả năng chịu đòn, sự lì lợm và đặc biệt các đòn đánh rất nặng, trong khi Phan Thanh Tùng, một kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia, đã được thể hiện trong trận đấu ở Lion Championship 08 tại Hà Nội với cú bẻ tay trước Đặng Văn Quý. Tình huống quật ngã đầu tiên không thành công của Phan Thanh Tùng, ý đồ rất rõ ràng. Trong khi đó Võ Thanh Tùng thì cũng đã cho thấy mình hiểu đối thủ đến như thế nào. Anh đang duy trì một cự ly hợp lý để luôn có sự chủ động trong những pha áp sát của Phan Thanh Tùng. Trong những tháng vừa qua khi không thi đấu thì Võ Thanh Tùng đã thử sức bản thân ở rất nhiều bộ môn đánh đứng, boxing, kickboxing và Muay Thái tại thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí theo clip đăng tải trên mạng xã hội thì Võ Thanh Tùng để chuẩn bị cho trận đấu này, anh còn tập luyện với gậy bóng chày để thử độ cứng của xương ống đồng. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là bài tập đó có hiệu quả hay không. Áp sát thành công tới từ Phan Thanh Tùng và nỗ lực đứng lên của Võ Thanh Tùng. Lên rất nhanh nhưng ngay lập tức Phan Thanh Tùng kéo trận đấu xuống sàn. Có trận có được tư thế side control. Xoay chuyển rất nhanh trước phản ứng của Võ Thanh Tùng. Đương nhiên rồi, một kiện tướng Jiu-Jitsu thì anh ta sẽ biết mình cần phải làm gì để có thể tối ưu hóa lợi thế ở dưới sàn. Tùng Phan vẫn đang rất cố gắng, đeo bám rất chặt. Từ một tình huống đứng lên của Võ Thanh Tùng thì Tùng Phan tiếp tục thực hiện một cú single leg. Ở thời điểm đấu trận như này, rõ ràng Võ Thanh Tùng sẽ còn rất khỏe. Ban huấn luyện của Tùng Phan yêu cầu anh kiểm soát được vị trí thay vì cố gắng thực hiện các tình huống submission, giữ side control ở sát lồng, một vị trí tương đối thuận lợi đối với Phan Thanh Tùng. Đúng là lúc này khi mà Võ Thanh Tùng vẫn còn một thể lực rất khỏe thì Phan Thanh Tùng cần phải tìm cách tiêu hao được thể lực của đối phương. Và anh đã đưa được một chân lên bụng của Tùng Võ rồi. Một tình huống knee on belly, tí đầu gối lên bụng. Một tư thế rất khó chịu ở trong các môn võ sử dụng grappling. Cho tới lúc này thì Võ Thanh Tùng vẫn đang phòng thủ khá tốt trước những nỗ lực tấn công của Phan Thanh Tùng. Bây giờ thì Tùng Phan đang cố gắng tấn công cái tay trái của Võ Thanh Tùng. Ý đồ Americana. Một đòn bẻ tay nghịch. Vẫn chưa thể nắm được cái tay trái của Võ Thanh Tùng. Như tôi đã nói, Võ Thanh Tùng là một võ sĩ có khả năng sống sót rất tốt. Anh là người đã gây ra rất nhiều khó khăn với nhà đương kim vô địch hạng 56kg Phạm Văn Nam ở mùa giải trước, ở trận tứ kết. Và chúng ta đã thấy được một tình huống lật kèo trước Nguyễn Hoàng Thạch. Vẫn đang là nỗ lực side control của Phan Thanh Tùng và anh chưa tìm ra được nhiều những phương án trước một Võ Thanh Tùng đang phòng thủ rất bền bỉ. Đây là quãng thời gian thử thách dành cho Võ Thanh Tùng. Thời gian còn lại của hiệp một trận đấu là khoảng hơn một phút nữa. Và Tùng Phan vẫn cố gắng để tìm cách bẻ cái tay trái của Võ Thanh Tùng. Bây giờ là triển khai Kimura. Di chuyển được một tay phần lên đầu rồi. Kimura rất chật. Vẫn không thể thành công được. Võ Thanh Tùng quá khỏe. Võ Thanh Tùng quá khỏe. Và bây giờ là Amba. Tạm bao hay không? Đã lật người lên được rồi. Nhưng cái tay trái vẫn nằm trong sự khống chế của Phan Thanh Tùng. Ở tư thế này thì cơ hội cho Võ Thanh Tùng vẫn có khi nếu anh đạp được cái tay của Phan Thanh Tùng ra. Ý chí của Võ Thanh Tùng là tuyệt vời. Và anh đã có thể đứng lên được rồi. Nhưng vẫn đang bị khóa bởi hai cái chân của Phan Thanh Tùng. Triangle và Amba. Bây giờ là chuyển sang lắc lóc.
được trong một đòn hiệu húc. Rất nhiều đòn khóa xiết được tạo ra bởi Phan Thanh Tùng, nhưng Võ Thanh Tùng đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để thoát ra, và anh vẫn đang kiên cường trước nỗ lực tới từ Tùng Phan. Cả hai đều cho thấy nỗ lực tuyệt vời của mình và xứng đáng với những tràng pháo tay lúc này tại ballroom của kết thúc nói không trước một khả năng phòng thủ rất tốt của Võ Thanh Tùng như hiệp 1 chúng ta đã được chứng kiến. Bây giờ sẽ là 5 phút của hiệp 2. Hai võ sĩ đang trong tư thế đứng. Phan Thanh Tùng chủ động di chuyển lùi. Dường như cái chân trái của Võ Thanh Tùng đã bị ảnh hưởng đôi chút bởi đòn hưu húc. Tiếp tục là một tình huống quật ngã rất đẹp ở thời điểm 30 giây của hiệp 2. Ưu tiên giữ được vị trí side control đã, không cần phải quá vội vàng. Kể từ đầu trận thì Tùng Phan vẫn chủ yếu tìm cách để quật ngã đối phương và side control đối với Tùng Võ. Bây giờ là Americana. Bẻ ngược tay đối thủ lên phía trên. Quan trọng là phần thân dưới của Phan Thanh Tùng liệu đã có thể khóa được toàn bộ các vị trí của Võ Thanh Tùng hay chưa? Tiếp tục là một nỗ lực bẻ tay không thành công. Nhưng Phan Thanh Tùng vẫn đang là người kiểm soát được vị trí của trận đấu. Đúng là với Jiu-Jitsu, khi thi đấu MMA quả thực là một môn võ gây ra khó chịu cực lớn dành cho các đối thủ. Thoát ra tới từ Võ Thanh Tùng nhưng ngay lập tức lại là pháp sát của Phan Thanh Tùng. Và bây giờ anh đẩy sát được Tùng Võ vào thành lồng rồi. Kiểm soát được một chân. Sát thương từ Võ Thanh Tùng vẫn chưa đáng kể. Tư thế khóa tay rất khó chịu, Dagestani handcuff. Đặc trưng của các võ sĩ Dagestan. Chúng ta đã thấy ở sàn đấu của UFC. Bây giờ thì là cuộc chiến của ý chí thôi. Liệu quyết tâm tấn công của Phan Thanh Tùng có thắng được khả năng phòng thủ bền bỉ của Võ Thanh Tùng hay không? Ở những vị trí như thế này thì áp lực từ cái hông của Phan Thanh Tùng là điều quyết định để giúp anh giữ được đối thủ xuống sàn. Chúng ta có thể thấy cái chân phải của Võ Thanh Tùng đang cố gắng nhấc một phần cơ thể của Phan Thanh Tùng lên. Ngay lập tức đại diện từ Việt Nam Top Team sẽ chuyển sang side control. Thậm chí tôi đã nghĩ tới một kịch bản rằng Phan Thanh Tùng sẽ thắng trận đấu này chỉ với các nỗ lực khóa xiết. Vâng, rõ ràng thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã chứng kiến khoảng hơn 7 phút của trận đấu và Phan Thanh Tùng là người chủ động hoàn toàn trong toàn bộ thời gian đó. Võ Thanh Tùng rất khó khăn và nỗ lực của anh chủ yếu là để chống vật, để thoát ra khỏi nỗ lực khóa xiết của Phan Thanh Tùng mà thôi. Vừa rồi là một ý định thực hiện arm triangle choke của Phan Thanh Tùng. Và đối với những kỹ thuật grappling thì nếu đối phương không chịu đầu hàng hoặc chúng ta không thể bẻ được các khớp của đối thủ thì những đòn chớp, những đòn siết ngạt, siết vào mạch máu sẽ khiến cho đối phương không một lựa chọn nào khác. Một là bất tỉnh, xin thua hoặc có thể thoát ra, chỉ có những phương án đó mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng xem lựa chọn của Phan Thanh Tùng là như thế nào. Vấn đề là Võ Thanh Tùng rất khỏe và để có thể siết được võ sĩ này là điều không hề đơn giản với Phan Thanh Tùng. Vẫn là nỗ lực phòng thủ tuyệt vời của Võ Thanh Tùng. Võ Thanh Tùng đang cố gắng phòng thủ phương án lên mạo, lên vị trí đè của Phan Thanh Tùng. Di chuyển rất cẩn trọng, từng bước một. Tất nhiên khi theo dõi những võ sĩ chuyên về grappling thì chúng ta sẽ thấy là khán phòng im lặng hơn và có phần kém sôi động hơn so với những võ sĩ striking. Nhưng quả thực đây là điều đang giúp cho MMA ngày được một nâng tầm khi các võ sĩ cần phải hoàn thiện rất nhiều những kỹ năng của mình. Và grappling chính là thứ có thể gọi là chìa khóa giúp họ hướng tới những thành công. Các tình huống grappling giống như một trận đánh cờ vậy. Các võ sĩ liên tục di chuyển cơ thể của mình như các quân cờ và để tìm được phương án có thể ra được tình huống kết thúc đối phương.
Khoảng 30 giây cuối cùng hiệp đấu thứ hai, vẫn là sự chủ động trong các đòn ông ghi của Phan Thanh Tùng, và thêm một lần nữa đòn Americana không được võ sĩ này áp dụng thành công, khi mà cái tay của Tùng Võ là quá cứng và võ sĩ này thực sự là rất khỏe, đúng như tên gọi của câu lạc bộ anh đang thi đấu vậy, Thanh Club, như một chiếc xe tăng rất bền bỉ, rất vững chãi bất chấp những áp lực khủng khiếp tới từ Phan Thanh Tùng. Và hiệp hai khép lại rồi, vẫn là những nỗ lực tấn công và đã liên tục bắt Võ Thanh Tùng phải thi đấu bằng những đòn đánh đầm quen thuộc của mình. Tuy vậy, chúng ta nói rất nhiều về việc MMA là môn thể thao của những khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi có thể thay đổi cục diện của cả một trận đấu, và hãy cùng chờ đợi vào khoảnh khắc đó ở hiệp 3, hiệp đấu cuối cùng trong màn so tài giữa Tùng Phan và Tùng Võ. Tiếp tục là nỗ lực quật ngã rất bình tĩnh và lại đưa trận đấu xuống sàn khi mới qua được 30 giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 3. Vẫn là phong cách áp sát quen thuộc tới từ Phan Thanh Tùng, và anh lại đang có vị trí side control. Người ta vẫn nói rằng những tình huống đôi công striking, đôi công đánh đứng là để kiểm nghiệm được tâm lý của khán giả khi chứng kiến những pha đổi đòn. Còn đối với các tình huống grappling thì đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn để chờ xem ai sẽ là người chiếm ưu thế trong các tình huống xử lý mà tôi vẫn thường gọi là như đánh cờ trên mặt sàn vậy. Phan Thanh Tùng có chung huấn luyện viên với Phạm Văn Nam, người nắm giữ đai vô địch hạng 56kg của Land Championship. Đó là huấn luyện viên Nguyễn Hoài Nam. Và chúng ta thấy phong cách rất quen thuộc tới từ Phan Thanh Tùng. Hiện tại thì Phan Thanh Tùng đang ở vị trí top 12, đã có chút cải thiện sau trận đấu hạ gục Đặng Văn Quý. Chúng ta có thể thấy rằng hai người anh em tới từ Việt Nam Top Team và Sài Gòn Sport Club đang thực sự khủng bố hạng cân của mình bằng các kỹ thuật grappling, bằng các kỹ thuật jiu-jitsu và khóa xiết. Và quả thực là tôi đang rất mong chờ màn so tài giữa Phan Thanh Tùng và Phạm Văn Nam. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy cùng trở lại với màn so tài đang diễn ra này, khi mà kịch bản là quá giống với hai hiệp đấu trước. Vẫn là sự chủ động tìm cách để khóa xiết của Phan Thanh Tùng và Võ Thanh Tùng, và lúc này đang dần dần cho chúng ta cảm nhận về việc đi xuống về mặt thể lực. Trước trận đấu này thì nhiều khán giả đã hy vọng về một màn so tài hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy rằng trận đấu này diễn ra khá một chiều. Võ Thanh Tùng gần như không làm được gì. Chính xác cho tới lúc này là không thể làm được gì. Quả thực là chúng ta không nhớ lần gần nhất mà Võ Thanh Tùng tung ra một đòn đánh gây sát thương tới Phan Thanh Tùng là lúc nào nữa, khi mà mọi chuyện chỉ diễn ra ở trên sàn và luôn là tư thế side control tới từ tay đấm của Việt Nam Top Team. Bài huấn luyện của Phan Thanh Tùng vừa có yêu cầu đó là võ sĩ này có thể nghĩ tới việc lấy lưng của Võ Thanh Tùng thay vì chỉ nhăm nhăm tìm cách thực hiện armbar hay là Americana. Tất nhiên, ý tưởng là một chuyện, còn thực hiện nó ra sao lại là một câu chuyện khác, khi mà chúng ta đã thấy Võ Thanh Tùng chống vật tốt như thế nào và cho thấy quyết tâm của anh là kiên cường ra sao. Giữ tư thế side control rất lâu. Cả khán phòng lúc này đều đang im lặng để cùng theo dõi những diễn biến trên sàn đài giữa Tùng Phan và Tùng Võ. Cuộc chiến về thể lực, cuộc chiến về ý chí. Cho tới lúc này thì ý chí vẫn không thể giúp Võ Thanh Tùng thoát ra được tư thế side control này. Một tư thế đè ngang trong jiu-jitsu. Ý đồ của Phan Thanh Tùng rất rõ ràng, không cần thực hiện những đòn submission nữa. Đúng
Dù sao thì khi bước lên sàn đài, điều cuối cùng, điều quan trọng nhất đó là chiến thắng. Và vào lúc này thì Phan Thanh Tùng với những gì anh đã làm được trong suốt những quãng thời gian đã qua của trận đấu thì võ sĩ tới từ Việt Nam Top Team xứng đáng là người chiến thắng. Còn Võ Thanh Tùng thì anh không có cơ hội để thể hiện được điều đó trước một đối thủ quá mạnh về Jiu-Jitsu. Tiếp tục là một nỗ lực Americana. Những giây cuối cùng của trận đấu này. Và sau 3 hiệp đấu, hai võ sĩ bất phân thắng bại, nhưng chúng ta nhìn vào biểu hiện của Tùng Võ và Tùng Văn có thể hiểu được họ 1-30-27 đỏ thắng. Giám định 2-30-27 đỏ thắng. Giám định 3-30-27 đỏ thắng. Xin chúc mừng góc đài đỏ Phan Thanh Tùng.